Lưu Sỏ xin đại diện cho công ty điện tử Todayscomfort xin kính chào quý vị đồng hương. Nhân dịp buổi lễ talk show ngày hôm nay thì Louis cũng xin thay mặt cho tất cả nhân viên tại Todayscomfort gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị đồng hương đã tin và ủng hộ Todayscomfort trong suốt thời gian vừa qua. Vì chắc chắn rằng nếu không có những sự ủng hộ của quý vị sẽ không có những thành công của chúng tôi như ngày hôm nay. Thì nhân dịp một năm ngày thành lập công ty, Todayscomfort xin giới thiệu tới quý vị một chương trình on sale cực kỳ hấp dẫn, gọi là đệ nhất thiên niên sale. On sale tất cả các sản phẩm lên đến 80% off, từ những đồ small appliances như nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi con cọp làm tại Nhật, cho đến những tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy new model của LG, GE, Sony, Samsung, đến những dàn karaoke của Bose, QXC, KLK Audio, cho đến những chiếc ghế full body massage chair, và đặc biệt là chiếc ghế Luraco i7 new model made in USA, nệm Tempur-Pedic, nệm Ý và tất cả furniture made in Italy, từ tủ rượu, giường ngủ, bàn ăn của app ADP Nicoletti 100% made in Italy và còn nhiều sản phẩm khác đang được on sale rất đặc biệt. Đặc biệt trong dịp sale lần này sẽ có 100 phần quà miễn phí trong vòng 4 ngày kể từ ngày 11 tháng 8 cho đến ngày 14 tháng 8, quý vị không cần mua hàng cũng được quà. Máy nướng bánh mì on sale chỉ còn 14 đồng. Lò nướng xoay on sale chỉ còn 90 đồng. Thùng đựng gạo on sale chỉ còn 26 đồng. Nồi chiên deep fry 2.5 lít on sale chỉ còn 19 đồng. Lò nướng điện on sale chỉ còn 14 đồng. Nồi cơm điện hiệu Narita 10 cấp on sale chỉ còn 28 đồng. Nồi áp suất 9.5 khoát on sale chỉ còn 24 đồng, lẩu điện Narita on sale chỉ còn 27 đồng, chảo không dính của Neoflame on sale chỉ còn 14 đồng, nồi thủy tinh của hiệu Lumina làm tại Pháp được on sale chỉ còn 14 đồng, máy nước nóng Narita Stainless Steel on sale chỉ còn 20 đồng, spin mop 360 độ on sale chỉ còn 14 đồng, TV Samsung Smart TV 65 inch on sale chỉ còn 811 đồng, máy giặt máy sấy hiệu LG on sale chỉ còn 911 đồng, tủ lạnh Samsung Side by Side LED 25 cubic feet được on sale chỉ còn 1011 đồng. Và tiếp theo sau đây sẽ là những món đồ on sale tiêu biểu. Đầu tiên sẽ là spin mop 360 độ với chế độ tự động vắt và xả nước, nhẹ nhàng, không cần dùng sức nhiều, với giá bình thường là 40 đồng, nay chỉ on sale chỉ còn 14 đồng thưa quý vị. Sau đây Louis xin giới thiệu tới quý vị nồi thủy tinh cao cấp Lumina là 100% tại Pháp, với giá bình thường là 40 đồng, nay được on sale chỉ còn 14 đồng. Và tiếp theo sau đây xin giới thiệu quý vị bộ chảo cao cấp không dính của Neoflame, được gồm 2 cái chảo làm tại Hàn Quốc, với giá bình thường là 54 đồng, nay được on sale chỉ còn 14 đồng. Todayscomfort nơi trưng bày tất cả các thiết bị karaoke danh tiếng trên thị trường như Shure, Bose, QXC, KLK Audio, và từ những dàn karaoke từ 400W cho tới 6000W phục vụ đầy đủ nhu cầu của mọi gia đình. Chính vì vậy, khi quý vị cần một dàn karaoke hay có những problem với những dàn karaoke của gia đình mình, xin hãy tới ngay với Todayscomfort, với đội ngũ nhân viên uy tín, lâu năm trong nghề sẽ giúp đỡ quý vị, tư vấn, giúp đỡ quý vị kiếm một dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, dễ dàng sử dụng cho gia đình mình. Đặc biệt, kỷ niệm đệ nhất thiên niên sẽ là cơ hội tốt nhất trong năm cho quý vị để mua sắm những dàn karaoke cho gia đình mình. Chọn bộ karaoke 600W được on sale chỉ còn 1.511 đồng. Free máy rung tan mỡ trị giá 600 đồng. Chọn bộ karaoke 1.600W được on sale chỉ còn 3.311 đồng. Được tặng free TV Samsung 65 inch Smart TV trị giá 1.000 đồng. Đặc biệt, chọn bộ karaoke 3.000W được on sale chỉ còn 6.011 đồng. Free một ghế massage chair trị giá 2.000 đồng. Và free một phòng xông hơi một người trị giá 2.000 đồng. Vâng, đúng vậy. Chọn bộ karaoke 3.000W được on sale chỉ còn 6.011 đồng. Free ghế massage chair trị giá 2.000 đồng. Và free phòng xông hơi sauna một người trị giá 2.000 đồng. Tiếp theo sau đây, Louis xin giới thiệu tới quý vị Furniture Department của Todayscomfort, nơi trưng bày tất cả các bộ furniture sang đẹp là 100% tại Ý, từ những hãng danh tiếng như App, ADP, Nicoletti đang được on sale cực kỳ hấp dẫn trong dịp đệ nhất thiên niên sale lần này. Đặc biệt, nhân dịp đệ nhất thiên niên sale, Todayscomfort đang có chương trình clearance sale up to 70% off cho tất cả các sản phẩm furniture Italian. Giường Siena F made in Italy được on sale chỉ còn 711 đồng. Tủ rượu Monte Carlo của F made in Italy
từ on sale chỉ còn 811 đồng. Bàn ăn Opera của F Made in Italy được on sale chỉ còn 1211 đồng. Chọn bộ sofa da sectional được on sale chỉ còn 1311 đồng. Bên cạnh những sản phẩm furniture danh tiếng được on sale cực kỳ hấp dẫn, Todayscomfort hiện đang có một chương trình cực kỳ hấp dẫn trong dịp để nhất chiêu niên sale lần này. Đó là chương trình mua 1000 đồng tặng 500, cực kỳ hấp dẫn. Đúng vậy, mua 1000 đồng tặng 500 thưa quý vị. Ghế massage chair hiện tại là một món sản phẩm chăm sóc sức khỏe không thể thiếu với mỗi gia đình. Chính vì vậy, nếu quý vị có những băn khoăn, lo ngại không biết lựa chọn chiếc ghế nào sẽ phù hợp với nhu cầu của gia đình mình, xin hãy tới ngay với Todayscomfort, nơi trưng bày tất cả các loại ghế massage chair danh tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Đặc biệt trong dịp talk show lần này, Louis xin giới thiệu tới quý vị chiếc ghế massage chair Luraco i7 nổi tiếng nhất trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng như trên thị trường hiện nay, với những tính năng vượt trội hơn tất cả những cái ghế massage chair khác. Luraco i7 là chiếc ghế massage duy nhất trên thị trường được nghiên cứu, phát triển, lắp ráp ngay tại Hoa Kỳ và được hai cơ quan hàng đầu của Hoa Kỳ là UL và FDA chứng nhận về độ an toàn khi sử dụng. Cùng với công nghệ 3D Zero Gravity mang đến cho quý vị những trải nghiệm massage tuyệt vời nhất, kết hợp với hai roller dưới lòng bàn chân, nơi được ví như trái tim thứ hai của cơ thể con người, massage những huyệt đạo quan trọng và khả năng đo nhịp tim và huyết áp. Ngoài ra, Luraco i7 sử dụng chất liệu bằng da thiệt tại những phần ghế tiếp xúc với cơ thể. Đặc biệt hơn cả, ghế massage Luraco với những giải thưởng nổi bật như sau: Best of Show, chiếc ghế massage tốt nhất tại triển lãm CDA Tech, triển lãm về thiết bị công nghệ tại Hoa Kỳ năm 2016. Best of Quality Furnishing do tạp chí Innovation and Tech Today Magazine bình chọn vào năm 2016. Và đặc biệt là giải thưởng Best of CES Award Winner, chiếc ghế massage tốt nhất trong lĩnh vực thiết bị sức khỏe tại triển lãm CES, show điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ năm 2017. Luraco i7 tự hào là chiếc ghế massage chair được lựa chọn đưa vào sử dụng ngay trong căn cứ của quân đội Hoa Kỳ. Remote control có tiếng Việt, thân thiện, dễ sử dụng. Hãy đến ngay với Todayscomfort hôm nay để ngồi thử và mang về cho gia đình mình một chiếc ghế Luraco i7. Luraco i7 được on sale 8.411 đồng cùng với chương trình financing trả góp không đau, không tiền lời lên tới 60 tháng. Tiếp theo sau đây, Louis xin giới thiệu tới quý vị chiếc ghế massage chair iDream của hãng Dr. Suki. Đây là một trong những chiếc ghế massage chair bán chạy nhất trong thời gian vừa qua với những tính năng vượt trội và dễ dàng sử dụng. Dr. Suki model iDream với nhiều tính năng đặc biệt. Ghế massage iDream sẽ ôm sát theo đường cong của lưng và massage một cách khoa học bằng phương pháp nhận biết được những điểm nào cần được massage. Với nhiều chức năng tự động massage full body khác nhau như Comfort, Easy sẽ mang lại nhiều cảm giác dễ chịu, giảm những cơn đau nhức và đặc biệt hơn cả đó là khả năng kéo giãn cơ thể, giúp giảm nguy cơ bệnh thần kinh tọa, một bệnh lý rất dễ gặp ở những quý vị lớn tuổi. Theo thời gian, xương sẽ bị lão hóa và đặc biệt đốt xương sống cuối cùng sẽ gây ra bệnh thần kinh tọa. Khả năng nghe nhạc MP3, âm thanh kỹ thuật số 3D kết hợp với Bluetooth để chơi nhạc hoặc kết nối cáp âm thanh trực tiếp vào chiếc ghế massage để chơi nhạc. Với hai tính năng ghi nhớ M1 và M2, quý vị có thể setup một lần trên ghế với phương thức massage mình yêu thích để ghi nhớ lại và những lần tiếp theo khi quý vị ngồi chỉ cần nhấn một nút M1 hoặc M2 rất dễ dàng và nhanh chóng. Toàn bộ cơ thể sẽ được massage theo đúng sở thích của từng người. Với Space Saver Technology, tiết kiệm không gian trong nhà hiệu quả. Đặc biệt, ghế massage Dr. Suki iDream đang on sale 6.011 đồng. Mua 1, tặng 1. Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Dr. Suki iDream mua 1, tặng 1 trong dịp đệ nhất tuning sale lần này. Tiếp theo sau đây, Louis xin giới thiệu tới quý vị một thế giới niệm đang được trưng bày tại Todayscomfort với hầu hết tất cả các loại nệm danh tiếng trên nước Mỹ như Sealy, Serta, Simon, Builderess, Stearns & Foster, Tempur-Pedic và đặc biệt hơn cả đó là tấm nệm Dolce Sogno được làm 100% ngay tại Ý, cứng, chống đau lưng. Và bên cạnh đó, đó là chương trình đặc biệt của dịp sale lần này, đó là mua 1.000 đồng tặng 500, mua 1.000 đồng tặng 500. Đặc biệt, trong dịp on sale lần này, Todayscomfort đang có chương trình clearance sale up to 50% off cho tất cả các tấm nệm. Đặc biệt, nệm Memory Foam Queen Size được on sale chỉ còn 411 đồng. Nệm Sealy Queen Size được on sale chỉ còn 1.111 đồng. Nệm Serta Queen Size Eye Comfort được on sale chỉ còn 1.511 đồng. Nệm Tempur-Pedic Queen Size Rhapsody Free được on sale chỉ còn 1.811 đồng. Tiếp theo xin giới thiệu đối với quý vị tấm nệm Rainbed Top of the Line của Tempur-Pedic.
tấm nệm có khả năng ôm sát theo đường cong của cơ thể, giúp chống đau lưng và mang đến giấc ngủ ngon, ngủ sâu. Ngoài ra, Louis cũng xin giới thiệu đến quý vị tấm nệm Dolce Sogno 100% made in Italy, được làm từ những chất liệu foam thiên nhiên, chọn lọc kỹ càng như tre, nghe đam, chống rệt. Foam cứng chống đau lưng hiệu quả, mang lại cảm giác quê nhà như là nệm kim đàn. Tin vui dành cho các tiệm nail. Todayscomfort đang carry những chiếc ghế spa chair với massage của Human Touch danh tiếng mà giá cả đang được on sale rất đặc biệt. Như Sunlight được on sale chỉ còn 1.714 đồng, Starlight được on sale chỉ còn 1.714 đồng, Moonlight được on sale chỉ còn 1.814 đồng. Và bên cạnh đó, đó là chương trình financing không đau không lời thật dễ dàng. Louis xin trân trọng kính mời và hy vọng sẽ gặp được quý vị trong dịp lễ để nhất tuning sale lần này. Và hy vọng quý vị có thể mang về cho gia đình mình những món sản phẩm on sale cực kỳ hấp dẫn. Một lần nữa, Louis xin thay mặt toàn thể nhân viên tại Todayscomfort gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị đồng hương đã ủng hộ Todayscomfort trong suốt thời gian vừa qua. Todayscomfort xin trân trọng kính mời.